Xin kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng, thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại trái cây như bích thái hay là giá nhãn. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, thì tình giá thanh long hôm nay trong 1-2 ngày trở lại đây thì cũng đang có biến động. Giá thanh long đang có chiều hướng đang giảm nhẹ trở lại quý bà con. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây thì loại 1 dao động từ 38 đến 39 ngàn, loại 2 dao động từ 34 ngàn đến 35 ngàn đồng một ký, loại 3 hiện nay thì dao động từ 28 đến 29 ngàn. Long ruột đỏ hiện nay thì hàng giạt dao động từ 8.000 đến 9.000 đồng một ký giá tại khu vực miền Tây. Đây là giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại giữa, còn giá thu mua tại trường thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký tùy theo từng nơi. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây thì thanh long ruột trắng trong 1-2 ngày trở lại đây giá tiếp tục ổn định. Long ruột trắng hàng đẹp dao động từ 15 đến 17 ngàn, còn hàng sàn thì dao động từ 13 ngàn đến 15 ngàn. Hàng giạt của thanh long ruột trắng thì dao động từ 6 đến 7 ngàn. Tại khu vực miền Tây, khu vực Bình Thuận thì thanh long ruột trắng bò đẹp dao động từ 15 ngàn, 16 ngàn, 17 ngàn. Bò sàn thì 13 ngàn, 14 ngàn, 15 ngàn. Còn hàng giạt của thanh long ruột trắng thì cũng đang nằm dao động từ 6 ngàn đến 7 ngàn giá tại khu vực Bình Thuận. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận thì long ruột đỏ Bình Thuận cũng đang có chiều hướng đang giảm nhẹ. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì loại 1 dao động từ 36.000, loại 2 dao động từ 30 đến 31.000, loại 3 dao động từ 26 đến 27.000 tùy theo từng nơi. Long ruột đỏ hiện nay thì hàng giạt dao động từ 8 đến 9.000 tại khu vực Bình Thuận. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ.